Hôm nay em hướng dẫn cho mấy chị cái cách lột lạnh collagen nhà em nè. Mấy chị lưu ý là mình không cần phải lột lòng bàn tay bằng chân chi, mất công lắm mấy bà. Tại vì lột nó dày rồi nó đau nữa. Lòng bàn tay bằng chân nó rất là dày, cả mấy chị lột xong mấy chị không có làm công chuyện được. Rồi chồng la mình không có nấu cơm nấu nước được, mình làm đẹp mà mình đi la sao mấy chị ha. Nên là mình thoa tới cái ngón tay cho em thì thôi. Rất là dễ sử dụng. Lột lạnh nhà em không cần phải chùm ủ gì trơn, chỉ cần thoa thuốc lên trên da để đúng thời gian rồi mình đi tắm cho em là được. Tắm rửa sạch sẽ xong không có lột liền nha mấy chị nha. Mình để qua hôm sau cho cái da của mình dịu lại thì mình lột nó sẽ không nóng, không rát, không ngứa, không gì hết trơn á mọi người. Đó, cái da nó dịu xong mà lột đã chưa? Trước khi lột mình tắm nhẹ cái cho cái da nó mềm lên lột nè mấy chị. Rất là mê luôn ha, da mỏng mấy chị vẫn sử dụng được nha cả nhà mình nha. Tại vì lột nhà em là lột ra mảng to nhưng mà cái lớp mỏng nhẹ thôi. Nó không có ăn sâu vô trong da giống như mấy cái dòng lột rẻ tiền. Chị nào da ngứa nhạy cảm thì bên em có cho mình hai cái viên kích ứng chống dị ứng ngứa da, mình uống vô 20 phút là nó sẽ hết.